Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim ly Đà Nông, model là AVC A11SR. Đây là dòng âm ly khủng của hãng Đà Nông với thiết kế công suất lên tới là 430W và trọng lượng của nó là 20,5kg. Máy về trong tình trạng đẹp long lanh, mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp và nó sẽ kèm theo một cái khiển zin của Đà Nông. Trong này thì nó sẽ có kết nối cảm quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra với cổng real thì anh em có thể sử dụng nó để làm giải mã DAC, ngon bộ rẻ trong độc giá. Dòng này thì được chứng nhận là TRX, thì chỉ những cái thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua bước kiểm tra nghiêm ngặt về hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Và một số cái công nghệ độc đáo của hãng Đà Nông như là AL24 và cái bộ giải mã DAC chất lượng cao thì nó sẽ cho chúng ta chất âm sạch sẽ và chi tiết. Dòng này thì cấu hình rất là to nha anh em, tấm 14 sọ xăng kèn đôi, xăng kèn hai vít nha. Thì chút nữa em sẽ quay cái cấu hình bên trong cho anh em xem. Và đây anh em sẽ thấy là chế độ 7 set stereo, thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Về thiết kế chiều ngang của máy, đây là dòng size lớn nha, chiều ngang là 434mm và chiều cao lên tới là 179mm và chiều sâu là 485mm, trọng lượng lên tới là 20,5kg. Về công suất ra loa 6 ohm của nó lên tới là 150W một kênh và loa 8 ohm là 125W, đánh 14 sọ hàng to, hai tụ lọc nguồn to khủng luôn, 18.000 microfarad. Và sau đây thì em sẽ test chất âm của chim ly Đà Nông A11SR mặt phay nhôm màu vàng chanh. TV là cổng quang nha và cổng CD là cổng analog. Cam rất là đậm đà nha. Ở đây thì nó sẽ có các chức năng là điều chỉnh bass chép nha. Nên chỉ việc nhấn là nút chép nè và ta sẽ xoay cái núm volume chép nha. Và ta sẽ nhấn nút bass và xoay volume bass nha. Cũng như là tăng volume từng kênh loa thì ở đây nó sẽ có là set volume và ta sẽ tăng volume từng kênh loa. Dòng này chỉnh được riêng biệt từng kênh loa luôn nha. Và để sử dụng các chế độ âm thanh là stereo cũng như là 7C set stereo thì ở đây nó sẽ có nút là 7 set stereo sẵn luôn nha. Ta tăng volume lên nha. Rồi đã tăng lên hết rồi nha. Rồi tăng lên. Rồi chỉnh chép lên và chỉnh bass lên nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test các cổng ra loa phía sau luôn cho anh em nha. Máy về trong tình trạng đẹp long lanh luôn. 7 set stereo. Hai loa phong ở hai bên nha và đây là loa center nằm riêng biệt một bên mà thôi. Và tiếp theo nữa là loa surround A, loa R nha. Và loa surround A ở bên trái. Surround B là chỉ lựa chọn là một là A hoặc là B nha. Và tiếp theo nữa là loa surround back. Rồi tất cả hoạt động ok mọi chức năng nha. Và đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Rồi em sẽ test cái cổng real luôn cho anh em nha. Và đây là cái khu vực real, nếu như chúng ta muốn sử dụng chiếc ly này để làm giải mã DAC xuất sang một cái hệ audio khác nha. Thì ta sẽ kết nối vào loa phong đây, phong left, phong right. Rồi hoạt động ok mọi chức năng nha. Đà Nông AVC A11SR điện áp 100V và công suất là 430W. Made in Japan nha, toàn bộ giắc cắm là mạ vàng hết nha, cặp loa bắp chuối cao cấp, size to khủng luôn.
mặt phai nhôm và vàng chanh đẹp long lanh luôn nha anh em. Đây một cái vết nhẹ thôi nha, nhìn kỹ mới thấy luôn. Nội thất Chimley Đà Nông AVC A1SR cấu hình cực khủng luôn nha anh em, với một cái biến thế nguồn hình xuyến cực to. Hai tủ lọc nguồn của Đà Nông dung lượng lên tới là 18.000 microfarad. Con này đặc ruột luôn nha anh em. Đánh 14 sò than nha. Loại sò than to. To bằng hơn cả hai lóng tay nha. Bên đây là 6 con và bên đây là 8 con nha. Size to khủng luôn. Cấu hình khủng long, trọng lượng của nó lên tới là 20 kg. Điện áp 100V và công suất là 430W. Sắt cắm mạ vàng nha, cọc lo bắp chuối. Cái đó cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc Qtip với Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đặc biệt là cổng real để làm da mã DAC. Đây là cái khu vực real nha. Size to khủng luôn. Đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài luôn nha nè. Với Chimley Đà Nông AVC A11SR mặt phay nhôm màu vàng chanh, công suất khủng long lên tới là 430W, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc Qtip, Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra với cổng real thì anh em có thể sử dụng nó để làm giải mã DAC, ngon bộ rẻ trong tầm giá. Với thiết kế công suất khá cao thì anh em có thể lắp thêm văn số vào để chơi karaoke tốt. Trong này thì nó sẽ đánh là 14 sò san ken 2 vít nha, cấu hình rất là khủng long luôn, đặc rực luôn. Với Chimley Đà Nông AVC A11SR đẹp long lanh, công suất khủng thì em sẽ bán với giá là 5.500.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.